Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Và ở video clip ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác hai cái mẫu loa chép màn giấy. Thì cái hai cái mẫu giới thiệu cho các bác ngày hôm nay sẽ là một hai cái mẫu loa này nghe chất âm nó khá là ấm cũng như là không bị chói gắt, cũng như là dành cho các bác nào mà có nhu cầu để karaoke thì hai cái loa chép này có thể đáp ứng được. Thì em sẽ giới thiệu từng mẫu cũng như là em sẽ đo kích thước của mình để cho các bác nào về để tham khảo để thay thế cho mình những cái cặp đôi chép trong thùng để bị cháy, hoặc là các bác có thể trải nghiệm với chất âm này cũng như là các bác có thể lắp rời ở bên ngoài để tăng tiếng chép, để bổ sung tiếng chép. Và bên trên tay em là một cái mẫu loa chép màn giấy, đây là hàng tháo bãi của BMB, hàng tháo thùng loa bãi của BMB. Và trước mặt các bác là một cái mũ loa chép này thì nó sẽ có bốn cái viền của nó sẽ bo góc như thế này. Đấy. Và màn giấy thì em sẽ giới thiệu những cái thông số cơ bản của loa này. Đây là loa hàng bãi của BMB sử dụng từ đơn, và ở đây sẽ là hai cái cực của loa, và màu đỏ như thế này là màu cực dương cũng như là trắng la âm. Và lo này hàng bãi, cái watt của nó chỉ có 2W thôi, và trở kháng của nó tận 8 ohm. Và em sẽ đo kích thước của cái lo này. Thì ở clip này em sẽ giới thiệu sơ về nó, em sẽ không test cái chất âm, thì các bác có thể tham khảo sau. Em sẽ làm cái clip test sau cho các bác có thể trải nghiệm được cái chất âm của con này. Thì kích thước cả vành của nó sẽ rơi tầm khoảng 8,5cm. Và đường kính của hai đường chéo của ốc thì tầm khoảng 8,5 gần 9cm. Và đường kính cũ từ sẽ là tầm khoảng 5,5. Đây là cái con chép của BMB. Và tiếp đến là một cái mẫu loa chép màn giấy của Pioneer. Thì cái mẫu này em cũng vừa giới thiệu ở những cái clip trước. Đấy, cái loa nó khá là tròn như thế này, nhìn cũng khá là đẹp. Và cái màu đen là một cái màu đen huyền thoại của Pioneer rồi. Thì những cái thông số cơ bản của loa chép của Pioneer này, đây là cái loa chép B9TW, trở kháng là 8 ohm, công suất max của mỗi loa là 100W, cũng như là độ nhạy là 91 decibel. Đấy, sử dụng công nghệ từ kép. Và kích thước của vành của cái con loa B9 này thì nó sẽ rơi tầm khoảng 10cm. Và đường kính cũ từ thì tầm khoảng 5,5. Đây. Và các bác có thể tham khảo những cái kích thước vừa rồi em có đo cho các bác xem. Thì em cũng xin báo giá những cái cặp loa này. Thì cái mẫu loa cũ rời của BMB thì bên em sẽ tặng kèm sẵn cho các bác một cặp tụ, cũng như là em sẽ hàng sẵn một cái đạn dây chờ. Thì cái cũ rời của cái lo này bên em đang có giá là 380.000 trên một cặp. Hoặc là các bác có thể tham khảo xem cái mẫu là lắp sẵn phân tầng, bên em sử dụng mặt phân tầng T3, bên em đang có giá là 560.000 trên một cặp. Thì lắp sẵn phân tầng như thế này để cho các bác bổ sung bên ngoài á, sẽ tăng tiếng chép cho dàn của mình. Và lo chép miệng giấy của Pioneer cũ rồi bên em đang có giá là 500.000 trên một cặp. Thì bên em vẫn tặng kèm cho các bé một cái cặp tụ. Đấy. Thì bên em sử dụng những cái con tụ 2.2 dành cho những cái chiếc loa màn giấy, và một cái cặp lắp sẵn phân tầng cũng như là chân sắt. Hiện tại bên em đang có giá là 680.000 trên một cặp. Thì các bé có thể tham khảo ở clip này. Thì các bác có thắc mắc gì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0935980281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì bên em sẽ test trực tiếp để cho các bác nghe rõ chất âm hơn. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.